Kính chào quý vị khán giả đã đến với điểm tin trong nước ngày 31 tháng 7. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Chiều 31 tháng 7, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt tài xế ô tô Mazda đi vào làn khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao và không nhường đường cho xe ưu tiên. Tại cơ quan công an, anh NDL sinh năm 1997, trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, khai là người cầm lái chiếc Mazda 3 trong clip. Tài xế L khai nhận khoảng 20 giờ ngày 30 tháng 7, anh lái ô tô Mazda đi vào làn khẩn cấp của vành đai 3 theo hướng Mai Dịch, Linh Đàm. Đồng thời, nam tài xế cũng thừa nhận việc không nhường đường cho xe độc quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ. Lý giải cho hành vi này, nam tài xế cho rằng không nhìn và nghe thấy tín hiệu của xe phía sau. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho hay, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế L, đồng thời xác minh thêm các yếu tố liên quan để ra quyết định xử phạt. Với hành vi vi phạm trên, tài xế L sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Ngày 31 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai, mở rộng điều tra đối với nhóm chuyên giàn cảnh móc túi chiếm đoạt tài sản. Thời gian gần đây, công an quận 5 phát hiện 8 người cư trú ở nhiều nơi, lợi dụng các sự kiện đông người như lễ tốt nghiệp, lễ hội của các trường đại học, cao đẳng. Nhóm này giàn cảnh móc túi lấy điện thoại di động, tiền của người dân. Ngày 29 tháng 7, Công an quận 5 phát hiện Trần Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Hoàn Ni, Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Quang Phú cùng ngụ thành phố Thủ Đức, Đỗ Thị Tâm, Lê Trinh Đức cùng ngụ huyện Củ Chi, Lê Minh Chí ngụ tại quận 8, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh ngụ quận 7 xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Sài Gòn tại quận 5. Lực lượng trinh sát Công an quận 5 theo dõi, phát hiện Nguyệt tìm các sinh viên và người nhà đến dự lễ tốt nghiệp tại sân trường, sơ hở trong bảo quản tài sản. Nguyệt ra hiệu cho Tâm, Ni, Trí, giàn cảnh, chen lấn để tạo điều kiện cho Nguyệt móc túi. Sau đó các đối tượng phân công nhau mang điện thoại di động đã trộm, cắp được để đem đi bán. Chưa đầy 10 ngày sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an quận 5 đã nhanh chóng giữ toàn bộ nhóm trộm cắp tài sản. Một tuần sau đợt mưa lũ lớn do hoàn lưu bão số 2, đến hôm nay 31 tháng 7, trên địa bàn thành phố Sơn La vẫn còn 38 hộ dân cùng hàng chục hecta lúa và hoa màu ngập trong biển nước, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ đã làm ngập 40 hecta ngô, 10 hecta cây cà phê và 5 hecta ao cá của người dân. Nhiều hecta trồng ngô, cà phê bị đất đá sạt lở vào. Các công trình công cộng như trường học, nhà văn hóa cũng bị ngập úng. Đặc biệt, đến hôm nay đã một tuần sau mưa lũ lớn, 38 nhà dân trong bản vẫn ngập trong biển nước. Ủy ban nhân dân xã Triềng Đen và thành phố Sơn La đã huy động các lực lượng tham gia khắc phục các thiệt hại theo phương châm 4 tại chỗ. Khẩn cấp di rời các hộ dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng do thiên tai, hỗ trợ bố trí các hộ dân bị ngập nhà ở ghép với người thân hoặc người quen trong bản. Hiện các lực lượng chức năng thành phố Sơn La đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cửa hang thoát nước nhằm nạo vét, khơi thông dòng chảy, khắc phục tình trạng ngập úng, đảm bảo thoát nước để bà con có thể trở về ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất. Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng của Viện Dầu khí Việt Nam cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai, mùng 1 tháng 8, giá xăng dầu bán lẻ giảm không đáng kể, từ 0,1 đến 0,8% và Liên Bộ Tài chính Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo chuyên gia phân tích dữ liệu của Viện Dầu khí Việt Nam, dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày mai mùng 1 tháng 8 có thể giảm nhẹ 0,2%, đưa giá xăng E5 RON92 về mức 21.846 đồng một lít, và giá xăng RON953 về mức 22.827 đồng một lít. Mô hình của Viện Dầu khí Việt Nam dự báo kỳ này, giá dầu bán lẻ cũng giảm không đáng kể. Trong đó, giá dầu mazut dự báo giảm khoảng 0,8% về mức 17.035 đồng một kg. Tiếp theo là dầu diesel dự báo giảm 0,4% về mức 20.109 đồng một lít, còn dầu hỏa giảm 0,1% về mức 20.290 đồng một lít. Viện Dầu khí Việt Nam dự báo Liên Bộ Tài chính Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ngày 31 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã ban hành các quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất và cưỡng chế tháo dỡ đối với đất và tài sản trên đất đối với các doanh nghiệp,
tại khu 28 ha bãi sau để thực hiện dự án chỉnh trang trục đường Thủy Vân. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với diện tích hơn 38.800 m2 do công ty xây lắp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là công ty cổ phần bất động sản và đầu tư VRC, được Thủ tướng Chính phủ cho thuê đất từ năm 1996. Đồng thời áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc tháo dỡ, di rời các tài sản nằm trên khu đất này, hiện đang do công ty cổ phần du lịch quốc tế Vũng Tàu và công ty cổ phần du lịch quốc tế Hải Dương sử dụng. Cả hai doanh nghiệp này có các tài sản trên khu đất do công ty xây lắp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuê của nhà nước và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt bồi thường hoa màu, nhà, vật kiến trúc trên đất. Trước đó, để triển khai dự án chỉnh trang trục đường Thủy Vân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vũng Tàu đã thu hồi 28 ha đất vàng bãi sau. Khu đất này có 9 doanh nghiệp đang thuê lại của công ty xây lắp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để kinh doanh du lịch. Đồng thời, quy hoạch chi tiết 1/500 đường Thủy Vân trên tổng diện tích khoảng 77,9 ha với tính chất là khu du lịch, dịch vụ thương mại, nhà ở, công viên công cộng và bãi biển. Ngày 31 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao Nguyễn Văn Sĩ, 47 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang cho công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xử lý theo quy định. Ông Sĩ bị công an quận Ninh Kiều truy nã theo quyết định số 1408 ngày 27 tháng 5 năm 2024. Trước đó, Nguyễn Văn Sĩ bị công an quận Ninh Kiều khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, nhưng ông Sĩ không có ở địa phương, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã. Theo đó, khoảng tháng 5 năm 2019, ông Sĩ là giám đốc của một công ty có văn phòng tại thành phố Cần Thơ. Văn phòng hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng không có giấy phép, chủ yếu kêu gọi nhiều người góp tiền để đầu tư vào những dự án mà công ty đang thực hiện. Ông Sĩ đã kêu gọi 49 người đầu tư tiền vào các dự án kinh doanh của công ty để được hưởng lãi suất cao với số tiền tổng cộng là 1.149 tỷ đồng. Trong thời gian hoạt động, công ty không trả tiền lãi cho khách hàng nên bị tố cáo. Đến tháng 10 năm 2019, ông Sĩ bỏ lên thành phố Hồ Chí Minh đi bán hàng thực phẩm chức năng, hưởng tiền hoa hồng.